Nếu pháp tương ưng với cơ duyên của quý vị thì đây chính là pháp đệ nhất. Ngày 22 tháng 12 năm 1974 tại chùa Xá Lợi, Việt Nam. Nam mô Thường trụ Thập phương Phật, Nam mô Thường trụ Thập phương Pháp, Nam mô Thường trụ Thập phương Tăng, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Chư vị thiện tri thức, bởi chúng ta đã gieo trồng pháp duyên từ vô thủy kiếp trước, nên nay chúng ta có thể tập hợp tại Phật đường này và học Phật Pháp. Tôi không chỉ là người duy nhất nghiên cứu về Phật Pháp. Trên thực tế, rất nhiều người đã biết và nghe về Phật Pháp. Các đạo lý mà tôi chuẩn bị nói đây trong quá khứ, có thể có những người khác đã nói qua rồi. Cho dù có người đã nói qua các đạo lý này, thì có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc nói Pháp. Dù quý vị đã từng nghe trước đây thì cũng sẽ không có hại gì để kiên nhẫn nghe thêm một lần nữa. Khi quý vị nghe thêm lần nữa thì quý vị sẽ nhớ và hiểu hơn. Những ai trong số quý vị chưa từng được nghe thì có thể hiểu rõ về các đạo lý của Đạo Phật. Những đạo lý này được nói ra từ chỗ nông cạn rồi người ta có thể nhập vào chỗ thâm sâu. Từng chút một, quý vị sẽ lãnh hội được nhiều hơn. Cho dù trước đây quý vị đã từng nghe hay chưa, thì trước hết, quý vị cũng nên thanh tịnh tâm ý mình trước. Chỉ khi tâm ý thanh tịnh, quý vị mới có thể đón nhận được sự thấm nhuần và trường dưỡng của Phật Pháp. Nếu quý vị không làm thanh tịnh tâm ý mình và không có chút kiên nhẫn gì, thì sẽ khó khăn cho quý vị có thể tiếp thọ được Phật Pháp. Nói về Phật Pháp, ai đó sẽ hỏi câu hỏi, Phật Pháp là gì? Nếu quý vị muốn biết Phật Pháp là gì, thì quý vị cần phải hiểu rõ cái gì không phải là Phật Pháp. Do quý vị không thể tìm ra được cái gì không bao gồm trong Phật Pháp, nên tất cả mọi sự vật trong trời, đất, núi, sông, địa đại, nhà cửa, đường đi đều thuộc về Phật Pháp. Y báo tức là môi trường, và chánh báo là thân của chúng ta đều bao gồm trong Phật Pháp. Nếu chúng ta phân loại Phật Pháp thì có 84.000 pháp môn. Nếu chúng ta kết hợp những pháp môn này thì chỉ có duy nhất Pháp từ tâm ta. Cái đó được phân thành tâm Pháp có 8 loại, tâm sở Pháp có 51 loại, sắc Pháp tức là hiện tượng có 11 loại, bất tương ưng hành Pháp có 24 loại, vô vi pháp có 6 loại, tổng cộng là 100 pháp. Nếu những pháp này được phân chia thêm thì có 84.000 pháp môn. Cũng có người hỏi rằng pháp môn nào là quan trọng nhất? Trong 84.000 pháp môn nào cũng là quan trọng nhất. Thế thì pháp môn nào đứng thứ hai? Chẳng có pháp thứ hai. Có người không đồng ý với điều này và nói, có 84.000 pháp môn, làm sao mà cả 84.000 pháp môn đều là đệ nhất được? Cách nói này hoàn toàn sai, bởi vì các con số vốn có thứ tự 1, 2, 3 và 4, v.v. Nếu có số 1 thì sẽ có số 2, và cứ như vậy cho tới số 84.000. Quý vị có thể nói lý thuyết của tôi không đúng, nhưng thực tế tôi có bằng chứng ủng hộ cho luận điểm của mình. Trong số 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn trong số đó đều là đệ nhất. Kinh Kim Cang dạy điều này rất rõ ràng. Tất cả các pháp đều bình đẳng, không có pháp cao hay thấp. Vì không có cao hay thấp, nên có phải mỗi pháp đều là đệ nhất phải không? Quý vị lại nói, đây là những điều mà Kinh Kim Cang dạy. Khi gộp chung 84.000 pháp môn lại, thì chúng không thể là đệ nhất. Tuy nhiên, tôi nói rằng tất cả đó đều là đệ nhất, nhưng là ở trong bối cảnh mà chúng sanh có thể tương ưng với cơ duyên của mình. Một khi pháp môn nào tương ưng với cơ duyên của mình, thì đó là pháp môn đệ nhất. Nếu nó không tương ưng với cơ duyên của quý vị, thì pháp đó không thể là đệ nhất. Tuy nhiên, quý vị cũng không thể nói pháp môn đó là thứ hai, bởi vì tất cả các pháp đều bình đẳng, không cao thấp. Do đó quý vị không thể xếp thứ tự cho các pháp môn như là con số. Tất cả các pháp môn đều có ý nghĩa rốt ráo và là pháp vi diệu không thể nghĩ bàn và cũng là đệ nhất.
Vì vậy, nếu nó tương ưng với cơ duyên của quý vị, thì đó là đệ nhất pháp. Trong số 84.000 pháp môn này, quý vị sẽ tìm được một pháp môn phù hợp với cơ duyên của mình, cho dù quý vị là ai. Tương ưng với cơ duyên của quý vị có nghĩa là nó có thể chữa lành bệnh cho quý vị. Bất cứ đơn thuốc nào có thể chữa lành bệnh tật của quý vị thì đó là phương thuốc đệ nhất. Nếu không thể chữa lành bệnh thì đó không thể là phương thuốc đệ nhất, cho dù đó là phương thuốc tốt thế nào đi nữa. Tôi đang nói, nếu pháp tương ưng với cơ duyên của quý vị thì đây chính là pháp đệ nhất. Vì thế, không có sự cao hơn hay thấp hơn giữa các pháp. Tất cả các pháp môn đều bình đẳng, thậm chí còn không có sự phân biệt giữa các pháp thâm sâu hay nông cạn nữa. Người có trí thì tự thấy trí huệ, người nhân từ thì sẽ thấy lòng từ, người thâm sâu thì thấy chiều sâu, và người nông cạn thì thấy sự nông cạn. Đó không phải là vì pháp đó thâm sâu hay nông cạn, mà chỉ vì tâm người phân biệt. Trong số 84.000 pháp môn đều có 84.000 pháp môn đệ nhất. Điều tôi muốn nói tới hôm nay là đạo lý của nhân quả luân hồi. Và buổi trưa hôm nay tại Trung tâm Phật giáo có một cư sĩ hỏi: sự luân hồi trong lục đạo có thật sự có hay không? Bà ấy có một vài mối nghi ngờ về điều này vì bà ta chưa hiểu rõ ràng. Bà ta nói nếu chúng sanh thật sự luân hồi trong lục đạo thì tại sao mỗi năm lại càng có nhiều người tạo ác hơn như vậy? Nếu như người phạm tội bị sa vào ba đường ác đạo thì tại sao chúng ta không thấy dân số thế giới giảm đi? Bà ta đưa lý do rằng bởi vì có nhiều người ác bị sa vào địa ngục nên thế giới này tất nhiên sẽ bớt đi những người tạo tội ác. Câu trả lời của tôi lúc đó là: giả sử có 10.000 người vào trong địa ngục thì có thể có tới 20.000 người khác được ra khỏi ba đường ác, thậm chí còn có thể 100.000 người hoặc 1 triệu người. Số người được thoát ra còn nhiều hơn số người bị đọa vào. Những người này nghĩ rằng vì họ đã thật sự trải qua sự thống khổ trong ba đường ác rồi, nên dù có tạo thêm nghiệp ác nữa thì họ nghĩ cũng sẽ không bao giờ phải chịu quả báo ba đường ác lần nữa. Vì thế họ lại tiếp tục tạo ác và thậm chí còn tà ác nhiều hơn. Đây là câu trả lời đơn giản của tôi. Tôi muốn nhân cơ hội của pháp hội này kể một công án được nhiều người biết đến về một bậc cổ đức ở Trung Hoa để chứng minh về luật nhân quả trong lục đạo. Để kể công án này, chúng ta cần phải đưa những suy nghĩ của mình ở hiện tại quay trở về triều đại nhà Đường. Nếu quý vị có thể dịch chuyển ý nghĩ của mình tới triều đại nhà Đường, thì quý vị có thể đặt mình vào chỗ của những người này và thật sự hiểu được điều gì đã xảy ra lúc đó. Ai cũng quen thuộc với thời đại nhà Đường, thời đó có một bậc thầy vô cùng trí huệ đã sinh ra ở Trung Hoa. Tên của vị thầy ấy là Đại Thiện Tri Thức Pháp Sư Huyền Trang. Ngài được thiên phú một đại trí huệ. Ngài quan sát thấy rằng các lý luận của Đạo Phật đương thời không giống nhau và mỗi một tông phái thì có một giáo lý riêng, cho dù đúng hay sai, họ không có bằng chứng hay chứng minh để bảo vệ cho những giáo lý họ dạy. Do đó, Đại Pháp Sư Huyền Trang đã phát nguyện đi từ Trung Hoa sang Ấn Độ để thỉnh kinh, cho dù đường xa vạn dặm. Tất cả quý vị đều biết rất rõ câu chuyện này, cho dù quý vị sống ở Việt Nam. Vào thời Đại Pháp Sư Huyền Trang phát nguyện sang Ấn Độ thỉnh kinh, giao thông đi lại không thuận tiện chút nào. Không có máy bay, tàu hỏa, xe hơi hay xe buýt để đưa ngài tới đó, chỉ có duy nhất thuyền gỗ. Tuy nhiên, vị thầy đại trí huệ này đã không sợ vất vả và ngài đã đi bộ sang Ấn Độ. Đây là một hành trình dài và gian khổ, cùng với rất ít người cùng đi. Ngài đã chọn đường đi qua Siberia, Tây Bá Lợi Á. Trên đường đi, ngài gặp một vị hành giả đang ngồi thiền và đã nhập vào định. Không biết là vị hành giả này ngồi như vậy bao lâu rồi. Chim làm tổ trên đầu vị ấy, bụi bám trên quần áo và mặt của vị ấy dài chừng 1 cm. Vị hành giả già này chắc hẳn đã nhập định. Pháp Sư Huyền Trang nhìn thấy người kỳ quái này dường như là không biết thở. Biết rằng vị hành giả ấy chưa chết nhưng chắc hẳn đã hoàn toàn nhập vào trong định. Pháp Sư Huyền Trang mới thỉnh một tiếng chuông
để phá vỡ sự tĩnh lặng. Bong, gõ chuông lần đầu, vị hành giả vẫn chưa ra khỏi định. Tiếng bong lần thứ hai cũng chưa xuất định. Đến tiếng chuông thứ ba, vị hành giả già ra khỏi định nhưng không thể cử động. Pháp sư Huyền Trang hỏi, thưa hành giả, ông ngồi nhập định ở đây có được những lợi ích gì? Lưỡi của vị hành giả già đó không còn hoạt động dễ dàng được nữa. Vị ấy nói, tôi đang chờ đến khi Phật Hồng Dương ra đời. Vị ấy đang chờ cho tới khi Phật Hồng Dương xuất hiện trên thế gian này. Pháp sư Huyền Trang là một người rất thông minh và đã hiểu được điều mà vị hành giả này nói, mặc dù giọng nói của vị ấy rất trầm và đục. Vì thế, Pháp sư Huyền Trang đáp lại, ồ, ông đang chờ Phật Hồng Dương xuất thế. Ai là Phật Hồng Dương? Đó là thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp sư Huyền Trang hỏi lại, tại sao ông lại chờ Phật ấy? Tôi đang chờ vị Phật ấy thuyết pháp để tôi có thể đến và nghe Phật thuyết pháp. Pháp sư Huyền Trang trả lời, không được rồi, Phật Hồng Dương không những đã tới thế giới này rồi, nhưng Ngài cũng đã nhập Niết Bàn rất lâu rồi. Ông nhập vào vô tâm định đã lâu rồi, nên việc gì cũng không biết. Ở trong định đó tựa như ngủ say, Đức Phật Hồng Dương đã nhập Niết Bàn rồi. Khi vị hành giả già biết được tin này, ông lại chuẩn bị nhập vào thiền định lần nữa. Tuy nhiên, Pháp sư Huyền Trang nói, à, hãy chờ đã, đừng nhập vào thiền định vội. Tôi sẽ làm gì nếu không nhập vào thiền định đây? Tôi có thể chờ tới khi Phật Bạch Dương ra đời. Đừng quấy rầy tôi, vị hành giả già nói. Pháp sư Huyền Trang đáp lại, cho dù Phật Hồng Dương đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo lý của Ngài vẫn còn lưu lại trên thế gian này. Nếu ông chờ Phật Bạch Dương thì sẽ rất lâu xa, sẽ phải mất một thời kỳ tăng lên và giảm đi của tuổi thọ con người. Có nghĩa là tới khi tuổi thọ trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi thì sẽ bắt đầu tăng lên cho đến 84.000 tuổi, rồi sau đó sẽ giảm xuống tới còn 80.000 tuổi. Thì lúc đó Phật Bạch Dương mới xuất thế. Phật Bạch Dương là Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai. Vị hành giả già nói, như vậy ý ông nói như thế nào? Tôi nói là bây giờ ông đừng nhập định. Thân này chỉ như một căn nhà của ông đã hư hại rồi, trở nên vô dụng, không còn dùng được nữa. Ông muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được nữa rồi. Lúc ngồi xuống chân cũng không duỗi ra được. Thân thể của ông đã biến thành một căn nhà hư dột và quái dị, không thể dùng được nữa. Ông nên đổi qua một căn nhà mới để có thể giúp tôi hoàng dương Phật Pháp. Đây là biện pháp hay nhất. Vị hành giả suy ngẫm và trả lời, được, tôi sẽ nghe lời khuyên của một vị thiện tri thức. Tôi nên đi đâu để có thể đổi căn nhà của tôi? Pháp sư Huyền Trang nói, hãy đi đến Trường An ở Trung Hoa. Khi nào ông thấy một căn nhà mái vàng lưu ly thì đó là nơi ông sẽ tìm được căn nhà tốt của ông. Hãy đợi tôi ở đó cho đến khi tôi trở về để chúng ta có thể cùng nhau hoàng dương Phật Pháp. Vị hành giả già nói, được rồi, tôi sẽ giúp ông hoàng dương Phật Pháp. Sau khi nói xong, vị hành giả già ra đi. Quý vị cũng có thể nói đây là Phật tánh của ông ta, mà cũng là thần thức của ông ta đã ra đi. Cái đó cũng có thể nói là thân trung ấm rời ra khỏi thân vị hành giả và đi đến Trường An. Vị hành giả già nọ do thật sự không học tập nhiều trong quá khứ, vì thế trí huệ của ông ấy cũng không lớn lắm. Có thể mắt của ông ta bị mờ nên nhìn không rõ. Ngay sau khi tới Trường An, ông ta nhìn chung quanh. Lúc đầu, Pháp sư Huyền Trang đã hướng dẫn ông ta đi tái sanh ở cung điện của Hoàng đế. Nhưng thay vào đó, ông ta lại đi tới nhà của vị đại quan có họ là Úy Trì. Mái nhà của ông ta cũng lợp ngói lưu ly xanh. Vị hành giả già tới gia đình đó và trở thành cháu của đại quan Úy Trì. Điều gì xảy ra khi một vị hành giả già tái sanh? Ông ta ăn thịt, uống rượu, lăng nhăng với phụ nữ và làm đủ chuyện. Do ông ta đã không nếm mùi của thịt rượu ở gần phụ nữ hàng nghìn năm, nên bây giờ ông ta thật sự vui thích. Còn Pháp sư Huyền Trang, sau khi bảo vị hành giả già nào đi tới Trường An xong, Ngài tiếp tục hành trình của mình tới Ấn Độ. Ngài ở Ấn Độ trong 14 năm trước khi quay trở lại Trường An, Trung Quốc. Lời đầu tiên Ngài chúc mừng Hoàng đế Đường Thái Tôn là: xin chúc mừng Hoàng thượng
vì hoàng thượng có thêm một người con trai giỏi nữa. Khi nghe được những lời chúc mừng này, vua Đường Thái Tôn rất sửng sốt. Không, sau khi ngài rời đi, ta không có thêm một thái tử nào cả. Tại sao ngài lại chúc mừng ta như vậy? Pháp sư Huyền Trang liền yên lặng quan sát và phát hiện ra vị hành giả nào đã đi lầm chỗ và đã vào nhà của vị đại quan họ Úy Trì nọ thay vì tái sinh trong dinh thự của nhà vua. Rồi Pháp sư Huyền Trang giải thích tất cả sự việc này cho vua Đường Thái Tôn nghe. Sau đó Pháp sư Huyền Trang đi tới dinh thự của đại quan Úy Trì tìm người thanh niên trẻ và bảo cậu ta xuất gia. Người thanh niên trẻ nọ nói, xuất gia ư, đấy là việc của ngài, tại sao tôi lại phải giống như ngài chứ? Tôi không xuất gia đâu, có lợi ích gì nếu làm như thế? Đã vậy lại không được ăn thịt, cũng không được uống rượu, tôi không thể nào chịu được những điều đó. Tôi không ngu đâu, ngài đã xuất gia rồi và còn muốn đến để lừa gạt tôi. Các vị, hãy nghe điều này, người trẻ tuổi này từ chối xuất gia. Pháp sư Huyền Trang đi tới chỗ vua Đường Thái Tôn và nói, người này đang bị ngập sâu trong mê muội, cậu ta không còn muốn xuất gia nữa. Hoàng thượng cần phải ban hành chiếu chỉ ra lệnh cho cậu ta phải xuất gia. Nếu cậu ta không tuân lệnh, hãy đơn giản nói rằng cậu ta sẽ bị xử tử. Đây là cách duy nhất để cậu ta xuất gia. Vị hoàng đế nói, được rồi. Pháp sư Huyền Trang nói với vua, dù cậu ta có đưa ra bất cứ điều kiện gì, xin hoàng thượng hãy đáp ứng cho cậu ta, miễn là cậu ta chịu xuất gia. Nhà vua đáp lại, được. Cháu của đại quan Úy Trì nghĩ rằng, nhà vua thật không công bằng, tại sao mình lại phải xuất gia thay ông ta chứ? Mình phải nói chuyện với nhà vua về việc này. Nói rồi cậu ấy đến diện kiến trước nhà vua. Nhà vua nói, bởi vì ta là thiên tử, là vua, ta không thể bỏ mặc chuyện quốc gia, mặc dù ta ao ước được xuất gia. Bây giờ ta yêu cầu nhà ngươi xuất gia thay ta. Cậu thanh niên trẻ nói, hoàng thượng muốn thần xuất gia thay cho hoàng thượng, vậy tại sao hoàng thượng không bảo thần làm hoàng đế thay cho hoàng thượng? Vua Đường Thái Tôn nói, nhà ngươi còn quá trẻ để làm vua, xuất gia thì tốt hơn. Cậu thanh niên đáp, hoàng thượng muốn thần xuất gia thì cũng tốt, tuy nhiên muốn thần xuất gia thì có 3 điều kiện. Thứ nhất, sau khi xuất gia thần phải có một xe chở mỹ nữ đi theo, cho dù thần có đi đến bất cứ nơi nào. Bất cứ khi nào thần muốn có mỹ nữ, thần có thể chọn bất cứ người nào. Ngài có thể hứa với thần điều này không? Ban đầu hoàng đế tỏ ra miễn cưỡng đồng ý vì nhà sư thì không được ở gần phụ nữ. Nhưng sau đó nhà vua nhớ lời dặn của Pháp sư Huyền Trang là phải chấp thuận mọi yêu cầu của cậu thanh niên đó. Nhà vua liền nói, được. Cậu thanh niên nói tiếp, điều kiện thứ hai là cho dù thần có đi đến bất cứ nơi nào cũng phải có một xe rượu đi theo. Bất cứ lúc nào thần muốn uống rượu thì thần sẽ uống. Thần không thể từ bỏ uống rượu. Được rồi, nhà vua đồng ý mà không cần suy nghĩ. Điều kiện thứ ba là cho dù đi đến bất cứ nơi nào cũng phải có một xe thịt theo thần. Người thanh niên trẻ này thực sự là một nhà sư rượu thịt. Một xe mỹ nữ, một xe rượu và một xe thịt, tổng cộng là 3 xe. Nhà vua hứa sẽ ban cho cậu ấy tất cả những điều kiện đó và tặng cho cậu ấy một xe mỹ nữ, một xe rượu, một xe thịt, rồi gửi cậu ấy tới một ngôi chùa để sống đời xuất gia. Khi cậu ấy vừa tới chùa Đại Hưng Thiện, tất cả chuông trống đồng thanh vang lên để chào đón người thanh niên trẻ nọ xuất gia. Ngay khi nghe thấy tiếng chuông trống, cậu ta chợt bừng tỉnh và nhận ra, thì ra tôi là người tu hành ngày xưa với một tổ chim trên đầu. Làm thế nào mà tôi lại trở nên mê muội như vậy? Cậu ta quay lại và xua tay với 3 chiếc xe. Được rồi, tất cả các vị có thể biến đi. Tôi không cần các vị nữa, tôi đã đủ rồi. Do nguyên nhân của sự việc này, hầu hết mọi người về sau gọi ngài là Tổ sư Tam Sa, tức là Tổ sư 3 xe. Vị Tổ sư Tam Sa này ban đầu không thể buông bỏ những thứ này. Tuy nhiên, ngay khi nghe tiếng chuông và tiếng trống, cậu ta đã từ bỏ mọi thứ. Tổ sư Tam Sa này là ai? Ngài là một bậc thầy nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Đại danh ngài là Tổ sư Khuy Cơ. Tổ sư Khuy Cơ giảng về duy thức học.
Trong quá khứ, Ngài là một người tu hành, do đó Ngài đã có những thành tựu to lớn trong cuộc đời này và tạo nên một lịch sử huy hoàng nhất trong Phật giáo. Đã hết thời gian, nhưng tôi hy vọng tất cả quý vị tham gia pháp hội này sẽ đồng thể phát tâm Bồ Đề và cùng nhau sớm thành Phật Đạo.